Lời Chúa thứ bảy sau lễ hiển linh, tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê, người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu người ấy là chú rể, và người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, ngày thứ sáu, Đức Giêsu chữa bệnh cho một người phong cùi, và chúng ta thấy hoàn cảnh của một cái anh phong cùi bế tắc lại chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nhưng khi mà danh tiếng của Chúa được đồn ra theo kiểu của thế gian thì Đức Giêsu lại lánh lên ra một nơi. Chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau, đau khổ thì hãy chạy đến với Chúa, thế nhưng đừng tôn vinh Thiên Chúa theo kiểu của loài người. Chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay cũng rất là tuyệt vời. Khi lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng. Và khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng thì cứ tự nhiên chúng ta thấy là môn đệ của Gioan Tẩy Giả và môn đệ của Đức Giêsu có một sự nói thẳng ra là có một cái sự ghen tương, và có một cái sự ghen tương tranh chấp như vậy. Người ta, môn đệ của ông Gioan nói với ông Gioan Tẩy Giả rằng là cái người mà trước đây thầy đã rửa tội cho, tức là ám chỉ đến Đức Giêsu, thầy ông Giêsu mà thầy đã rửa tội cho, bây giờ ông ta cũng làm như là thầy đã làm. Và người ta kéo đến với ông ta nhiều. Và chúng ta thấy là Gioan Tẩy Giả tuyệt vời, rất là tuyệt vời, cho thấy một con người hoàn toàn phụng sự Thiên Chúa và luôn luôn rằng muốn để cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ. Ông ta nói rằng là không ai có thể làm được cái gì nếu không bởi quyền năng của Thiên Chúa. Tôi đã từng nói với anh em, tôi chỉ là người, tôi là tiếng hô trong hoang địa, tôi là người dọn đường thôi, tôi chỉ là người phu rể thôi. Vì thế người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ đi. Thế thì qua cái câu trả lời của Gioan Tẩy Giả như thế đấy, cho chúng ta thấy là chúng ta trong tuần lễ mừng Chúa hiển linh, chúng ta cũng phải học tâm tình của Gioan Tẩy Giả. Chúng ta phải làm như thế nào đó để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Chứ không phải là chúng ta, dù là chúng ta có tài giỏi, dù chúng ta có là gì, thế nhưng cái tài giỏi hay cái là gì đó thì cũng là quyền năng của Thiên Chúa. Và khi Chúa muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn thì chúng ta phải nhỏ đi.